À, chào mừng các bạn đã đến với kênh uh, của mình. hôm nay mình làm clip này uh, xin chia sẻ với các bạn uh, những cái uh, bài thuốc nam từ uh, cây lô lu. Uh, hình ảnh các bạn xem này cây lô lu các bạn. Này. cây lô lu uh, này là cây lô lu đực, thường có có tên gọi khác là cây uh, thù lù đực này, da cầu, nút áo, hiên già như miêu, cây cá đen và cây long quỳ. cây lô lu đực này thì mọc hoang ở khắp nơi, hay mọc ở các uh, cái chỗ ruộng vườn hai bên đường và hiện tại tôi đã quay cái cảnh này là đang ở tại vườn thuốc nam ở chỗ cơ quan của tôi à bộ phận dùng của cái cây này thì các bạn thu hái là tùng toàn cây các bạn nhé về cái tính vị thì trong nông y thì cái cây thủ lụ lưu được này là có cái vị đắng hơi ngọt tính hàn và có ít độc các bạn nhé à mặc dù cái cây này nó có ít độc các bạn ạ À, nhưng mà mình thấy ở nhiều nơi bà con vẫn hay dùng cái lá cái này là rau xào ăn trong bữa ăn hàng ngày về cái nước sắc của cái cây này thì dùng để rửa các cái vết loét này các cái vết bỏng và cái các cái vết mẩn ngứa thì với cái liều nhỏ tầm 30 đến 60 ml cái dịch ép thì dùng ở chỗ bệnh ngoài da nhất là cái bệnh vẩy nến à, và sau đây mình cũng xin chia sẻ với các bạn về cái cây lulu đực này được ứng dụng trên lâm sàng điều trị một số bệnh như sau. À, chữa viêm phế quản cấp, viêm họng. Thì các bạn à, lấy à, 30 g lá cái lulu đực và 10 g à, cắt cánh và cam thả 4 g và sau các bạn à, sắc uống. À, chữa tiểu tiện không thông, phù thũng gan to. Thì các bạn à, dùng à, 40 g lu đực và mộc thông 20 g, rau mùi 20 g Rau sắc uống và có thể dùng toàn cây rửa sạch, dã nát ép lấy nước uống hoặc là cái ngọn non của cái cây Lulu này. Cái với liều là từ 50 cho đến 100 g luộc ăn trong bữa ăn hàng ngày. Về chữa sốt thì dùng cái rễ của cây Lulu này các bạn ạ. Dùng rễ của cây Lulu này nhá. Nhưng mà sau đó các bạn tán thành bột với liều là 100 g. À, bột rễ ké hoa vàng 100 g, à, hạt tiêu đen là 2,5 g và sau đó tán làm thành bột và mỗi lần uống từ à, 3 cho đến 5 g. À, chữa bệnh ngoài da mẩn ngứa, lở loét, à, bỏng phải nến. Thì các bạn dùng cái lá non của cây lulu đực này. Sau đó rửa sạch, giã nát, ép lấy nước à, bôi vào trực tiếp cái vùng da đó hoặc là dùng toàn cây nấu lấy nước và cô thành cao mềm à, có tên gọi khác là cao long quỳ và à, sau đó dùng bôi lên cái cái vùng da bị bệnh đó à, vết thương do va đập bị, bị dập sưng tấy ứ máu đau nhức thì các bạn dùng cây tươi này liều lượng từ 80 cho đến 100 g và thêm ít giấm và ép lấy nước để uống và còn, còn cái bã của nó ấy, thì là đắp vào cái chỗ bị đau À, chữa hậu bối các cái loại nhọt độc xương đau thì dùng lá lulu và một con nhái và cùng dã nát rồi đắp được chỗ bị bệnh à, chữa chẳng nhạc các bạn dùng cành của cây lulu này. nhất là cành của cây lulu các bạn nhé à, vỏ cây đào và cái liều lượng này bằng nhau và sau đó là nghiền thành bột bị hòa với cái dầu vừng và bôi vào cái chỗ bị bệnh chữa thổ huyết không ngừng thì các bạn lấy là cành với lá của cây lô lu và kết hợp với lại nhân sâm và tán thành bột mệ và ngày uống 3 đến 4 lần. Về cái cách cách pha cái tỷ lệ như sau, thứ nhất là dùng 4 g của bột lô lu và 2 g của bột nhân sâm, sau đó pha với nước đun sôi để nguội và uống trong ngày. chữa bong gân sưng đau thì các bạn dùng cái lá lô lu tươi một nắm này kết hợp với lại hành trắng để cả rễ bài các bạn lấy là bảy củ và thêm một chút là men rượu này dã nát sau đó là đắp lên cái chỗ bong gân rồi băng cố định lại thì ngày thay thuốc thì một đến 2 lần và chữa cao huyết áp thì các bạn dùng cả cây lulu sắc với nước cốt cô đặc và chế thành viên từ 0,2 gam thì ngày uống 2 lần và mỗi lần từ 10 đến 20 viên và mỗi liệu trình là 10 ngày và tại một bệnh viện ở Trung Quốc thì đã thử nghiệm và điều trị 58 ca và đạt kết quả rất là tốt. À, chữa nữ bị khí hơi bạch đới, thì dùng cây lưu và hoa màu hoa trắng và mỗi thứ được 30 gram và sắc với nước 3 lần và bỏ bã và dùng cái nước thuốc để nấu với lại 200 gram thịt lợn nạc và các bạn nấu canh và chia ra là hai lần ăn trong ngày. Về chữa kỳ lỵ thì các bạn đấy lá lu lu khô với liều là 25 đến 30 g. Còn nếu mà lấy dạng là tươi thì các bạn phải lấy liều gấp đôi các bạn nhé. Và kết hợp với lại đường trắng 25 g sau đó các bạn sắc nước uống trong ngày. À trên đây là toàn bộ cái nội dung chia sẻ những bài thuốc từ cây lu lu được và hy vọng là sẽ giúp ích được cho các bạn rất là nhiều trong cái việc tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và những người thân thương yêu trong gia đình của bạn. Và nếu thấy clip của tôi hay thì vui lòng là đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé các bạn và không quên chia sẻ rộng rãi cho cộng đồng cũng biết. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.